Barca nhận tiền thưởng thua đội rớt hạng Premier League. Đội vô địch La Liga chỉ được chia số tiền thưởng 60,64 triệu euro mùa này. Kém xa câu lạc bộ rớt hạng ngoại hạng Anh là Southampton. Barca lần đầu tiên vô địch La Liga trở lại sau 4 năm. Với thành tích vô địch La Liga 2022-23, đội chủ sân Camp Nou sẽ nhận khoản tiền thưởng 60,64 triệu euro. Trong khi đó, đội xếp thứ hai sẽ được nhận 53,51 triệu euro. Đội về đích thứ ba tại La Liga mùa này nhận 46,37 triệu euro và đội đứng thứ tư nhận 39,24 triệu euro. Số tiền này không thấm vào đâu so với khoản thu nhập 185 triệu euro Man City nhận nhờ thành tích vô địch ngoại hạng Anh 2022-23. Nói cách khác, nhà vô địch nước Anh mùa này nhận số tiền thưởng nhiều gấp 3 đội vô địch Tây Ban Nha. Nếu so khoản tiền thưởng của Barca với Southampton, câu lạc bộ xếp thứ 20 ở ngoại hạng Anh mùa này, con số cũng khá khập khiễng. Đội chủ sân St Mary dù rớt hạng vẫn được chia 115,6 triệu euro tiền thưởng. Sức mạnh tài chính của Premier League một lần nữa được thể hiện so với các giải đấu còn lại của bóng đá châu Âu. Tại Serie A mùa này, Napoli dự kiến nhận khoảng 26 triệu euro tiền thưởng. Con số này bằng chưa đến 1/4 số tiền thưởng của Southampton. Ở Bundesliga, đội vô địch nước Đức dự kiến nhận khoảng 72,2 triệu euro. Không tính Premier League, Bundesliga chính là giải đấu có sự thăng tiến tốt nhất về tiền bản quyền ở châu Âu trong 2 năm trở lại đây.